Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau mùa là thời điểm nhiều người dễ mắc phải những bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên. Nếu không may bị bệnh, bên cạnh việc đi khám bác sĩ, bạn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục tại nhà để giảm các triệu chứng và cảm thấy dễ chịu hơn. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và đời sống. Một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên thường gặp. Nhiễm trùng đường hô hấp trên là các bệnh truyền nhiễm liên quan đến mũi, họng, xoang hay thanh quản. Bất kỳ ai cũng có thể bị bệnh tại mọi thời điểm trong năm, nhưng vào mùa đông khi nhiệt độ giảm kèm theo không khí lạnh thì nguy cơ mắc bệnh cao hơn cả. Một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên thường bao gồm chứng cảm lạnh, nghẹt mũi, đau họng, viêm amidan, viêm họng, viêm thanh quản, viêm thượng vị, viêm xoang và viêm tai giữa. Triệu chứng của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên. Triệu chứng phổ biến của các bệnh này chủ yếu là sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, ho, đau họng, khó thở, sốt nhẹ. Các triệu chứng có thể khác nhau tùy từng bệnh cụ thể. Hầu hết các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên đều liên quan đến virus và có xu hướng dễ lây lan từ người này sang người khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng có thể do vi khuẩn hoặc nấm gây ra. Bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên lây lan từ người này sang người khác qua các giọt không khí chứa virus hay vi khuẩn từ người bệnh phát ra từ ho và hát hơi hoặc tiếp xúc trực tiếp tay với tay. Những người có khả năng miễn dịch kém hoặc sống trong khu vực có độ ẩm thấp có thể có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao hơn. Một lý do khác khiến đây được coi là bệnh phổ biến trong những tháng mùa đông là vì nhiều người thường tụ tập trong nhà hoặc một nơi ấm áp nào đó khiến vi trùng lây lan nhanh hơn. Sông hơi khắc phục tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp trên, khi bị bệnh, bạn cần đi khám để được bác sĩ điều trị thích hợp. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng các biện pháp khắc phục tại nhà để giảm các triệu chứng và dễ chịu hơn. Dùng hơi nước là một biện pháp khắc phục đơn giản nhưng hiệu quả để làm giảm các triệu chứng của bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên, chẳng hạn như ngạt mũi, sổ mũi và hắt hơi. Sông hơi nước là biện pháp tự nhiên có tác dụng làm loãng chất đờm để thông thoáng đường thở, giảm ngạt mũi. Nó cũng giúp bôi trơn các đường hô hấp trên khi bị kích thích. Lưu ý không nên xông hơi nước cho trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và người có huyết áp cao. Sử dụng gừng để điều trị cũng như ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên, một trong những thành phần tự nhiên tốt nhất bạn có thể sử dụng là gừng. Gừng có tinh ấm, lại chứa các hợp chất kháng virus, chống vi trùng như zincoreon, beta caroten nên sẽ giúp chống lại nguyên nhân nhiễm trùng, loại bỏ đờm và chống viêm. Ngoài ra, gừng còn có công dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. Tăng lượng chất lỏng, bất kể nguyên nhân của nhiễm trùng đường hô hấp trên là gì, điều quan trọng nhất vẫn là giữ cho cơ thể có được đủ nước bằng cách tăng lượng chất lỏng vào cơ thể bạn. Các loại nước lọc, nước trái cây hay thức uống không chứa caffeine đều có thể làm cho chất nhầy trong mũi mỏng đi, loãng ra, từ đó giảm tắc nghẽn trong mũi và giảm kích ứng cổ họng. Nó cũng giúp đẩy chất độc ra khỏi cơ thể. Điều này rất quan trọng cho quá trình chữa bệnh. Bạn nên tránh đồ uống có chứa nhiều đường hoặc chứa cồn, caffeine, chẳng hạn như cà phê, chè và cola, vì chúng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh. Xịt mũi bằng nước muối sinh lý. Nước muối giúp làm lỏng chất nhầy, làm cho nó dễ dàng bị tống ra ngoài. Chính vì vậy, xịt mũi với nước muối sinh lý là một biện pháp chữa trị tốt giúp giảm bớt sự kích ứng ở mũi và cổ họng, đi kèm với nhiễm trùng đường hô hấp trên. Nó cũng giúp làm sạch các chất kích thích ở đường dẫn trong mũi sử dụng một ống xi lanh cho dung dịch nước muối sinh lý vào một bên lỗ mũi và nghiêng đầu sang bên kia, nhẹ nhàng bơm dung dịch vào mũi và xì ra để làm sạch mũi bên trong, làm việc này 2 tới 3 lần trong ngày. Ngoài ra bạn có thể thêm một muỗng cà phê muối vào một chén nước ấm và súc miệng 2 tới 3 lần một ngày. Việc làm này sẽ giúp giảm đau và sưng đau họng rất hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, những thực phẩm cần tránh ăn vào buổi tối sẽ là chủ đề chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau